So this is the first level, or even might be for somebody is having a difficult to maintaining the balance with both hands, like she cannot be controlled. She cannot be controlled. So in this case, you can try with one hand. One hand she can be controlled. You can see that. But we will be practice today. With two members will practice together. So that you can feel and you can experience your maximum capacity, your maximum ability to come in the posture. For her, she is quite flexible, so might be she can be do it. Now I'm just try to be flexible. Or you try with the strength. Now leg straight first. So you have to control your partner. And then I'm not saying that you have to be so exact same like her. You just find your own level. Maybe somebody can become here. Or maybe somebody can come here. Or maybe somebody can come here. Relax. You come. You understand? Please remember, practice together. That's why, so that you can give support. If you practice alone, so it can be cause of any injury or any accident. That's why. We will learn to think why. Nín nín lắng nghe. Mọi người nhìn đơn của chị Trang. Cần tập trung thêm. You have to give adjustment. This one. Okay. Yes. Good. Yes. Control. Very good. Strong spine. No need to push harder. No need. Yes. Help. You help me. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go, thang tay, thang tay, thang tay, and now nâng hai cổ chân trọng. Những người đang hiểu thì có ba chữ không ạ? Cầm một bạn. Bỏ lên con. Lily con. Nào, lần. I'm just focusing on the spine more. Tôi đang tập trung vào lưng của cô ấy. Nào. Do not push harder. I'm telling you. You feel it's enough? Okay. Không được là nếu mà bạn ấy không tác động của bạn ấy, chỉ cần bạn ấy cảm nhận cơ thể của bạn ấy là được. Nắm được cổ chân rồi đấy. 8, 9, very good. Lung healthy, healthy. See nearby. Giúp cho cô ấy cầm được cổ chân của mình. Đúng không? Đúng không? Đúng. Surgeon ready. Đúng. Duỗi mũi chân sau đi. Duỗi mũi chân đúng rồi, đúng rồi. Ok, thang tay, 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 thang tay. Đau lên một chút. Thang tay đau lên một chút. Xuống tay dần đi. Ok. Bắt đầu dọn đi. Vươn ngược lên trước. Vươn ngược lên ạ. Vươn lên trên là lấy nhỉ.
Gracias.